Sống hay là những cái điều mà ngoài đời nó tác động tới mình thì mình cũng phải cố gắng hơn. Ở địa phương mình á là một cái xã nghèo miền núi, tương đối là kinh tế cũng rất là khó khăn của huyện Bù Đốp, cho nên là rất là nhiều em có cái hoàn cảnh khó khăn. Và em Mão thực sự là rất là đặc biệt. Thì vì phía nhà trường nó cũng thường xuyên là cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho tất cả các em học sinh có điều kiện học tập, và đặc biệt là em Mão tiếp sức đến trường. Và nhà trường cũng sẽ làm hết mọi cái trách nhiệm cũng như là một cái sự phối hợp với công ty để công ty đồng hành để giúp đỡ em thực hiện được cái ước mơ của mình. Thưa quý vị, như vậy là một học sinh nữa đã nhận được học bổng chân trời ước mơ, và hy vọng với sự quan tâm của Tập đoàn Thiên Tân và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi thì Mẫu sẽ nỗ lực hơn trong học tập, và chúc cho ba em sẽ mau chóng khỏi bệnh và về đoàn tụ với gia đình. Thưa quý vị, ba không có, mẹ vừa mới mất, đó là câu chuyện của cậu học sinh lớp 8 ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, em Nguyễn Lê Thành Triết. Đó, con tên là Nguyễn Lê Thành Triết, con ở lớp 8B, trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng. Mẹ con mất từ ngày 1 Tết. Còn con không có ba. Tôi là dì thứ hai của thằng Triết. Đi vân dây số mà khi mà đi bán nó được năm vậy, rồi má nó bệnh cái, rồi bây giờ má nó bệnh nặng cái gì bắt đầu ở nhà miết, bây giờ má nó chết rồi phải ở nhà với cháu. Nấu cho nó ăn được ngày nào được chứ giờ thấy tội quá. Mấy bữa là dì Hơi với đi Sài Gòn bán vé số. Bây giờ mẹ mất là dì Hơi về với chăm sóc con, với nấu ăn cho con. Khi nó tự túc là nó có bầu là chị đi nuôi. Biết sao em bây giờ một đứa đó để em nuôi sao giờ, rồi em nhờ nó miếng nước miếng cơm. Chứ chừng đó chị giờ mà cho mẹ mất sớm nữa thì nó cũng dọa Rồi khi mà rồi đến chừng nó dậy rồi nó đau, nó phát bệnh lên cái rồi cũng không ngờ. Con mẹ ở đây rồi đi hạt rồi mẹ nấu ăn được rồi viện ăn uống. Cái nhà đây là mấy bữa cái này là nền đất đi rồi đi thì phải mang dép vô để nó dừa chân. Ở trên mưa ngó lại nó cũng là trời mưa nó cũng chậu, dạ cũng không có cửa sổ được nên sống rồi nó cũng vất vả nhưng mà cũng vui. Cho đúng mà nó cũng mượn của con chị đây là hầu đó mười mấy triệu của làm cái nhà cái sườn đó lên. Thì cái sườn, chỉ cái sườn thì cứng cót, chứ ở đây cái hè đồ cho nó khô chứ không nó ngập. Nước nó mưa là nó không có chỗ thoát, ít, nó mau ngập lắm. Rồi chứ còn cửa nẻo đồ một hoặc mười mấy năm nay mà nó cũng không dám đâu. Cũng không có, để trong cửa sổ biết vậy. Rồi cái hè nó lỡ lên lỡ xuống, cái nhà rồi vậy đó, mối nó an rồi cái nó lỡ. Rồi chồng chị về thấy vậy ổng. Ông xin xi măng trẻ còn rồi vậy, ông đáp từ lỗ vậy cho nó đừng lỡ vậy đó. Dạ bây giờ nhà thì được xoắn sửa hơn lúc trước. Họ sửa sai ngôi nhà của con. Nhưng mà cũng không vui lắm. Dạ tại do không còn mẹ nữa. Tại do không còn mẹ nữa.
Dạ, ở ngoài vườn thì mẹ con thường trồng rau lon được. Mấy bữa mẹ trồng cao. Mà tại do bây giờ mẹ mất rồi nên rau lon rồi nó cũng cháy hết. Bây giờ tại do không có nuôi dưỡng nữa. Cỏ nó mọc cũng lên, nó mọc lên dừa. Ở đây là khu vực bếp, mấy bữa mẹ con nấu ăn ở đây. Rồi mẹ con nấu, nó bếp củi nấu ở chỗ này. Nhá mấy bữa mẹ đoan nấu ăn, con mẹ ngồi con mẹ nấu. Con ơn lúc con mẹ còn sống. Ở đó tuy cực khổ nhưng mà cũng rất là vui, cũng sướng. Sướng hơn bây giờ. Cái chuồng bò trước khi mẹ nó chưa đau đó nuôi cái rồi nhà nước họ cho con bò đó nuôi cái tới chừng mẹ nó đau cái bón thuốc thân được cái hết. Dạ. Giờ còn cái chuồng khăm mà bị bổ nó bay tóc hết trơn. Vì lo nhất là bấy nhiêu đó, là sợ con hư chứ không phải sợ gì. Phải lo cố gắng hạt hồi đời của má con khổ quá. Nghe nói ra là ứa nước mắt mà bây giờ không biết nói làm sao. Mang ước thôi một con hạt lớn lên cho thành người, cho làm việc, cho nó có thể là nó sung sướng hơn hồi kia. Chứ làm năm như gì rồi đây khổ lắm. Con nghĩ tới mẹ con là con cố gắng, là con thương mẹ con. Chứ nếu con không nghĩ gì, con không chơi là con không có thương, không có nghĩ gì tới mẹ con ấy. Chị chỉ mong muốn thôi mà xã hội là lo cho cháu nó được trưởng thành hơn. Nó lo nó an hạt cho tới nơi vì cái cháu là sao cuộc đời nó cho nó sướng, cái mẹ nó đã khổ quá rồi. Còn gì thì biết rằng lo cho cháu nhưng mà mình sợ không tới nơi, mình nói có hồi vậy mà nó không nghe. Nó không nghe bằng mấy cháu, bằng trong xã hội. Dạ, tuy con không có bom, không có mẹ, nhưng con sẽ cố gắng phấn đấu học hành để mưa máu mọi người sẽ nhìn con một ngày một cái ánh mắt khác. Con sẽ nỗ lực